Hồng Vân xúc động trước cảnh người mẹ 70 tuổi, vẫn phải bán xôi nuôi cả nhà, có lần, tôi định thắt cổ tự tử, chuẩn bị dây rồi, nhưng nghĩ lại, nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại, nên lại thôi cụ bà Nguyễn Thị Huỳnh bật khóc chia sẻ. Tối qua 13 phần 3, tập 9 chương trình mẹ tuyệt vời nhất, đã lên sóng, với sự xuất hiện của cụ bà bán xôi Nguyễn Thị Huỳnh. Được biết, bà Huỳnh năm nay, đã 70 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại không vững, nhưng vẫn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ngày ngày đẩy xe xôi ra đường bán, để nuôi cả nhà ba thế hệ, bà Huỳnh, đã phải làm công việc này suốt 16 năm nay, và chưa có ngày nào, được nghỉ ngơi. Tại chương trình, bà Huỳnh, đã bật khóc nức nở khi chia sẻ câu chuyện đầy cay đắng của mình. Khiến nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng dưng dưng, 70 tuổi. Nhưng vẫn phải một mình bán xôi 16 năm, nuôi cả gia đình ba thế hệ. Tôi có tất cả bốn người con, nhưng con trai đầu và con gái út của tôi thần kinh không ổn định. Chính vì thế, ngoài người chồng bại liệt, tôi còn phải nuôi thêm hai con và cháu. Hiện giờ tôi đang nuôi con trai cả. Nó đứt cả dây thần kinh số 7 lẫn số 9, nên bệnh nặng, năm nay đã 50 tuổi rồi nhưng không biết gì hết. Con gái út của tôi năm nay cũng 30 tuổi, và không làm gì, được, chồng tôi, thì, đã 80 tuổi, bị tai biến mạch máu não, nên không đi lại, được. Trước đây, con gái tôi cũng lấy chồng, nhưng chồng thấy nó thần kinh yếu, nên bỏ, để lại đứa nhỏ 8 tháng tuổi cho tôi nuôi, nay cháu tôi, đã 7 tuổi, nhưng nhà chồng không dòm ngó, không cấp dưỡng gì hết. Năm nay tôi 70 tuổi, nhưng, vẫn vất vả một mình bán xôi nuôi chồng, con, và cháu, tôi khổ tâm lắm, phải xoay sở có một mình. Hoàn cảnh bây giờ phải chịu thôi, chứ ai giúp khổ lắm, nói ra đau lòng lắm. Liệt cuộc sống, vì gặp hai tai nạn liên tiếp không có tiền chữa trị, không thể ngước lên nhìn trời, trong 16 năm bán xôi, tôi gặp tai nạn hai lần liên tiếp. Lần đầu tiên, tôi bị taxi tông trúng khi, đang bán xôi bên lề đường. Người tài xế đưa tôi, được đúng 700.000 đồng tiền bồi thường, và nói, cho tôi đi kiếm tiền, vợ tôi sắp sinh. Vì không có tiền phẫu thuật, nên tôi buộc phải sống chung với bệnh, chấp nhận việc cuộc sống của mình bị tổn thương, bị thương nặng, nhưng tôi chỉ dám ở nhà 20 ngày rồi lại phải đi làm, tôi dáng bán, vì trong gia đình, tôi là trụ cột chính. Tôi ở nhà, thì tiền đâu, mà tiêu. Vết thương cũ chưa kịp lành, thì tôi lại gặp tai nạn đúng ngày 25 Tết, hôm đó, thằng con trai tâm thần chở tôi đi chợ lấy rau, để sáng bán hàng. Lúc lên vỉa hè, không may lật bánh xe, nên hai mẹ con tôi té ở ngoài đường, lần này, tôi nằm luôn không ngồi dậy nổi, Tôi phải nằm viện, hết 20 ngày uống thuốc mới bớt. Về đến nhà, tôi còn không đi nổi, mà phải lết. Vết thương không? Được chữa trị đàng hoàng. Khiến cuộc sống tôi bị vẹo, lưng gù xuống, mặt không thể ngẩng lên, để nhìn bầu trời. Bây giờ, tôi ngước lên nhìn không, được bởi bác sĩ nói thần kinh liên sườn đi tới đâu là có tật tới đó, tôi không đi, được bình thường, đứng thẳng lên cũng không, được. Tôi chỉ nhìn thấy bóng mình ở dưới đất chứ không nhìn thấy mặt trời, 16 năm chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, sau khi cuộc sống bị vẹo, tôi, vẫn miệt mài bán xôi. Nhiều lúc trời mưa bão, tôi chỉ vội chạy, vào chỗ nào đó chú rồi lại tiếp tục bán. Xong hàng, tôi phải trở về nhà chăm chồng, dọn dẹp nhà cửa. Nằm nghỉ, được vài tiếng, tôi lại phải tiếp tục lo cho gánh xôi. Tôi bán buổi sáng, nhưng đêm cũng không, được ngủ, mà phải thức suốt. Bán tới tận chiều tôi mới, được về. Dọn dẹp nhà cửa xong lúc 5 giờ. Tôi ngủ đến tầm 9 rưỡi tối dậy đi chợ thức tới sáng, để nấu sôi hôm sau đi bán tiếp. Nhiều khi tôi phải nhịn đói uống cà phê, để không bị buồn ngủ. Chỉ có một mình tôi bán. Nhưng, vẫn phải trả cho thằng con trai thần kinh mỗi tháng 3 triệu, để nó chuyển đồ ra xe giúp tôi. Tôi còn phải cho đứa con gái tiền tiêu vặt, vì không cho, thì lấy tiền đâu, để nó tiêu, và nuôi con. Không những vậy, tôi còn phải lo cả chi phí điện, nước, ăn uống, thuốc thang hàng tháng của cả gia đình từng muốn từ giã cõi đời, thắt cổ tự, vẫn, vào ngày 23 Tết. Hai năm trước, vào đúng 23 Tết, tôi ghi ra giấy là ông Táo ơi, ông về Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế cho con chết sớm, con khổ quá. Thực sự, nếu vợ chồng còn nguyên vẹn, thì còn dựa, được, vào chồng, nhưng bây giờ tôi biết dựa, vào ai, chết đi cho rồi, có lần, tôi định thắt cổ tự tử, chuẩn bị dây rồi, nhưng nghĩ lại. Nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại, nên lại thôi. Trách nhiệm, tình thương là thứ đã kéo tôi trở lại mỗi khi có ý định tự tử vì tôi đi rồi sẽ chẳng còn ai lo cho gia đình ba thế hệ này chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn hãy bình luận phía dưới nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại